là các vị đồng học, các vị biết không biết tôi nhập đây để làm cái gì cả? Không biết, phải không? Nào, vậy thì nhớ nhập đây thì một chừng gian thì chủ giáo sẽ dùng tiếng Anh thì dùng tiếng Anh thì để đại diện cho một cái chúc sinh, vì cái trường học thì lại trang trí lại, trang trí lại sau đó thì, nên chủ giáo một chừng gian thì sẽ chúc sinh cái cái lễ đường và cùng với tất cả các cái địa phương. Nào, và thì điểm cái hội chúc sinh à, chúc sinh thì là hy vọng thì đại gia năng cầu thì, tốt tốt cái như thế, để vận dụng chú ý những cái địa phương thì, có chú Thiên Chúa cái lâm tại, ý chú Thiên Chúa cái lâm tại thì, để đi, tốt tốt cái để học tập, vui sướng cái như thế, cùng nghe hòa, cũng như vậy thì, hy vọng các bạn thì, đều năng cầu, một một cái như chú ý hạ bộ, một chừng gian thì chủ giáo hội, đầu một cái thì, chúc sinh thì, là ý đồ trên cái thập chữ giả, thấy không thấy được thấy được à, thập chữ giả ở trên miệng bộ, cùng với cái mỗi cái phòng sách đều có thập chữ giả, một chừng gian thì thần phụ cái đều sẽ chúc sinh cái thập chữ giả cái bộ, cũng là vì thập chữ giả rất quan trọng, trên miệng sau bên cái này à, là rồi, trên miệng cái là 耶稣 này cái, cũng vậy thì có chúc sinh à, cùng với cái mỗi cái thì ở học phòng sách à cái đều có trong 耶稣 cái hộ hữu đi hạ, cùng với cái cũng cầu trong thánh thần thì để đại diện cho các bạn để đi tốt tốt cái học tập cái, tốt lắm. Bây giờ thì chủ giáo bắt đầu rồi, mở ra các bạn cái kinh văn, mở ra chưa? Được rồi, bây giờ thì theo rồi, đầu tiên vẽ cái thập chữ rồi. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Let us pray. We beg you, O Lord, to visit this school and to drive our all our ploys and enemies. Let your holy angels dwell here and keep a peaceful watch over all who assemble here, teachers and students, and let your blessing be with them at all times. Almighty everlasting God, you are in full command of all places under your dominion. Shield this school from all harm and let no evil power work havoc here. By the power of the Holy Cross and by the presence of the Holy Spirit, may a worthy service be rendered to you in this place, and may your love and protection abound here through Christ our Lord. Amen. 好啦，咁而家咧开始去祝圣噶啦噃。Let us ask God to bless us and our new school. All praise to you, Heavenly Father, Lord of all creation. You have gathered here to praise you by your words and the works. Bless this school which we have built for the education of our young people. Bless our students and teachers, our parents, board members, employees, and all who promote the Catholic education in our community. May our students grow in wisdom, age, and grace before you and all your people. Grant that they may devote themselves to their studies and draw ever closer to you, the source of all knowledge. May this school always be a home of truth and wisdom, of faith and goodwill towards others. Through the prayers of Mary, our mother, and Saint Joseph, our patron, may this school help our community and build your kingdom of justice, light, and peace. We ask this through Christ our Lord. Amen. Now, we will pray for the church铺呢个礼堂上面嘅十字架，而家咧咁主教一路会行去中间，同埋祝福你哋噶啦，用圣水祝福埋依家铺嘅，咁等你咧，你一路洒圣水嗰阵时候咧，你自己咧亦都画个十字嘅。Ha ha ha.
好啦，嗱，咁咧主教就做咗祝圣咗，洒咗圣水咧喺呢个窠啦，同埋外边花园噃。而家另外嘅两位神父咧就上咗去课室咧，着间课室，而你哋咧亦都有一啲学生嘅代表咧，亦都跟咗上去咧嚟见证咧，睇住啲神父祝圣每一间嘅课室噶咯噃。咁所以咧，一阵间咧神父会落翻到嚟咧，然后我哋咧就会结束嘅。而家咧喺呢度咧，不如咧你哋识唔识唱啊？唱首《天主经》，识唔识唱《天主经》啊？我们的天父，愿你的名受显扬，愿你的国来临，愿你的旨意奉行在人间，如同在天上。求你今天常给我们一用的力量，求你宽恕我们的罪过，如同我们宽恕别人一样，不要让我陷于忧患，但救我们免于凶恶。嗱，咁而家咧好喎，咁啊好叻喎，咁唱得好好啦。咁而家咧等紧神父落翻嚟嗰阵时候咧，我哋咧呼求住圣母玛利亚，好唔好啊？万福玛利亚。你充满圣宠，主与你同在，你在女中受赞颂，你的亲子耶稣同受赞颂，天主圣母玛利亚，求你现在和我们临终时为我们罪人祈求天主，阿们。好，嗱，咁而家咧，阵间咧完咗个礼仪咧，就记得你哋被聖水嘅喎，聖水有咩重要呢？咁頭先咧，你哋話啊，好似啲水灑咗落嚟，嗱，啲水咧係由神父或者主教咧祝福過嘅喎，祝福過嘅口之後咧，咁佢咧就能夠幫助我哋咧嚟脱免住所有嘅好多好多罪惡同埋咧魔鬼嘅誘惑嘅，而且咧仲有頭先嘅經文裏邊咧有呼求住咧有護守天使嘅噃，知唔知護守天使係乜嘢啊？唔知啊，係天主咧派咗每一個人咧，一出咗世之後咧，就係、是、有一個天使陪伴住你嘅噃。咁所以咧，你望下側邊，望下側邊，哦，唔單止淨係你有你同學仔喎，原來有個天使咧喺你側邊嚟嘅噃。天使喺你側邊咧陪伴住你噶，你睇唔到佢嘅，但係咧你一定會知道佢喺側邊嚟嘅。所以咧，你。曳啊！嗰啲咧，天使知唔知噶？都知道曬噶，睇到曬噶。其實咧，佢勸住你哋咧，係乖啲咁解嘅。天使喺你護守，天使喺側邊咧，係幫助你能夠好好咁乖啲嘅。不過咧，有時魔鬼咧就要誘惑你咧，去嚟做啲唔啱嘅嘢啦，去嚟做曳嘅。咁所以咧，我哋一定要聽邊個勸過啊？護守天使啦。嗱，咁所以咧，有好多嘅聖人咧。俾個名字天使添嘅噃，俾個名護守天使，所以一你遇到有啲唔好嘢嗰陣時候咧，即刻呼求住護守天使，嗌佢咧，嗌佢做一隻。我記得有一個小朋友咧，嗌佢護守天使做乜嘢？牛牛咁樣，嗌佢嘅護守天使做牛牛，幫下我啦咁樣。咁你咧可以自去做龜龜咁樣都得嘅嚇。但係咧要一個咧，你充滿住信心嘅嚟呼求住護守天使嘅。好啦，見到兩位神父翻返嚟咯喎，咁我哋咧可以好好咁結束我哋。好啦，打翻開你哋嗰頁，最後嗰頁啦。
點心，而家合埋手掌，我哋咧去嚟祈禱。請各位安靜。好啦。Almighty God， 嗱，而家咧，主教咧會帶領你哋祈禱，你哋唔需要嘅，一陣間先至答，好冇 ？Almighty God， abide with us， O Lord our God， and be a constant help to those who take refuge in your holy cross。Let this blessing remain here for all time， and let the sevenfold gifts of the Holy Spirit。Come upon the teachers and pupils through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. May Almighty God bless you, the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen.生孝的祝聖禮嚟到一度，我哋歡送主教先。而家請嘉賓離開。